Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV, cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Tuyên phạt 38 bị cáo trong vụ án công ty Việt Á, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận án 18 năm tù. Đồng Nai chuyển 11 vụ có dấu hiệu tội phạm về trục lợi bảo hiểm qua cơ quan điều tra. Đảo Hoa Anh Đào giữa lòng hồ Bá Khoang, Điện Biên, điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày đầu năm mới. Thưa quý vị, chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 38 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á về các tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong số 38 bị cáo bị tuyên án, đáng chú ý, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Việt Á với tổng hợp hình phạt chung là 29 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Hai bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ đều bị phạt 3 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương, bị kết án 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương. Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng, tạm giữ hình sự 12 đối tượng. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Thị Sơn, sinh năm 1988, ngụ thành phố Vinh cầm đầu. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ, lập tài khoản mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook để nhận và chuyển tin nhắn, lô đề. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu, Công an tỉnh Nghệ An đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc chỉ trong ngày 4 tháng 1 là hơn 500 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Đoàn, sinh năm 1975, thường trú tại thôn Kon Tum Khơ Năm, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2024, anh Nguyễn Quốc Tê, sinh năm 1999 và anh Nguyễn Minh Xê, sinh năm 1998, làm thợ nội thất tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum và có để một chiếc xe mô tô Honda Vision màu đen trước cổng xưởng. Một lúc sau, anh Xê phát hiện có một nam thanh niên lấy trộm xe và điều khiển xe chạy theo hướng đường Trần Đại Nghĩa. Sau một hồi truy đuổi và được sự giúp sức của các đồng chí công an phường, đã bắt được đối tượng trộm cắp trên. Đồn biên phòng Mường Mường vừa phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng Điện Biên phát hiện bắt giữ đối tượng Lương Văn Thưởng, 55 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên về hành vi tàng trữ ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp, 500 gram heroin. Qua đấu tranh, bước đầu Thưởng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực mốc 84 tuyến biên giới Việt Nam-Lào với giá 3 triệu đồng với mục đích mang về để bản thân sử dụng thì bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Trần Văn Hùng, 31 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm pháo nổ trái phép. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thống Nhất Đồng Nai đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hùng đang tàng trữ hàng cấm pháo nổ trái phép tại nhà ở ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2, thu giữ 5 cây pháo hoa, một cuộn pháo dạng dây được khoanh tròn, 300 viên pháo dạng hình cầu, tổng trọng lượng pháo hơn 7,2 kg. Qua đấu tranh, đối tượng Trần Văn Hùng khai mua qua trang mạng xã hội rồi cất giấu ở nhà để sử dụng thì bị bắt. Bảo hiểm xã hội Đồng Nai vừa cho biết, năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chuyển 11 vụ có dấu hiệu tội phạm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu để phục vụ công tác điều tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Theo đó, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an một số phường xã khám xét 6 phòng khám trên địa bàn, thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội, hơn 400 giấy khám sức khỏe cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố 20 bị can để điều tra về hành vi nói trên. Quá trình thanh kiểm tra trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai phát hiện 474 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, mức đóng với số tiền truy đóng là gần 2 tỷ đồng. Phát hiện 16 trường hợp đóng sai đối tượng và gần 3.700 trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sai quy định với số tiền phải thu hồi là trên 1,8 tỷ đồng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa vừa ra quyết định đình chỉ cơ sở y tế khám chữa bệnh do bà Phạm Diệu Thùy, ngụ tại phường Hố Nai làm chủ vì đã vi phạm quy định trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Cụ thể, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở y tế của bà Phạm Diệu Thùy với số tiền 45 triệu đồng vì đã vi phạm hành chính về cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng. Giao phòng y tế thành phố tống đạt quyết định và có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Nếu quá thời hạn mà bà Phạm Diệu Thùy không chấp hành thì đề xuất biện pháp xử lý cưỡng chế theo quy định. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường DT741 đoạn qua xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, giữa xe bán tải và xe máy khiến nam thanh niên nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, Trường Giang, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, điều khiển xe máy biển số 61F124037, lưu thông trên đường DT741, hướng từ huyện Đồng Phú đi tỉnh Bình Dương. Đến ấp 9 xã Tân Lập, Giang điều khiển xe với tốc độ cao, tông vào đuôi xe ô tô bán tải, biển số 61C51220, đang dừng đậu bên lề đường. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên và xe máy bị văng lên phía trước hàng chục mét. Nam thanh niên nằm bất động, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng cho biết cận kề Tết Nguyên Đán, việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong môi trường thương mại điện tử diễn ra phổ biến và gia tăng. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai đề án 319, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành xử lý được gần 680 vụ vi phạm, con số còn tương đối khiêm tốn so với quy mô vi phạm hiện nay trên môi trường thương mại điện tử. Các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, đến doanh thu của doanh nghiệp và thất thu ngân sách nhà nước. Theo các ngành chức năng và doanh nghiệp, cần đồng bộ các giải pháp phối hợp giữa các cơ quan doanh nghiệp và người dân để triệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại. Quan trọng hơn cả, chống hàng giả phải đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu. Kỳ vọng cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử lý quyết liệt hơn, áp dụng công nghệ tiên tiến hơn trong công tác phòng chống, ngăn chặn gian lận thương mại trong thời gian tới. Tiếp tục với chuyện qua chuyện này, mời quý vị cùng đến với đảo Hoa Anh Đào ở giữa lòng hồ Bá Khoang, tỉnh Điện Biên. Đảo Hoa Anh Đào đã trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày đầu năm mới. Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20 km, đảo Hoa Anh Đào Bá Khoang với hàng ngàn cây. Thời điểm này, hoa anh đào đang bắt đầu tung nở rực rỡ. Hoa có 3 màu là màu trắng, hồng và đỏ. Thời gian hoa nở thường kéo dài khoảng 15 ngày. Vẻ đẹp của hoa anh đào đã thu hút đông đảo du khách từ trong cả nước đến chiêm ngưỡng, check-in với loài hoa đặc biệt này. Là một cái du khách từ phương xa đến thì lần đầu tiên khi mà Thảo Giang đặt chân đến với Điện Biên thì rất là xúc động với các cái cảnh đẹp ở nơi đây. Đặc biệt là khi đặt chân đến với đảo Đào Hoa, nơi mà giữa mênh mang sóng nước, đặc biệt là có rất là nhiều những cây hoa anh đào ở Nhật Bản. Cái sắc hoa mà tôi đã từng nhìn thấy ở nước ngoài khi về Việt Nam nó luôn thắm thêm một cái màu sắc rất là rực rỡ, rất là đẹp. Và không thể tưởng tượng được là ở Việt Nam chúng ta có một cái đảo mà trồng nhiều hoa anh đào như thế này. Lần đầu tiên thì em đến Điện Biên thì em mới biết được cái nơi đây trồng rất là nhiều hoa anh đào. Thì cũng rất là mong muốn là địa phương sẽ nhân giống ra rất là nhiều, rộng hơn, để cho rất là nhiều người dân của không chỉ là ở trong tỉnh cũng như là Việt Nam được đến thưởng thức cái loài hoa của đất nước Nhật Bản. Đảo Hoa Anh Đào Điện Biên nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, với không khí trong lành, mát mẻ.
Để tôn vinh vẻ đẹp hoa anh đào và tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ hội hoa anh đào vào tháng 1 hàng năm nhằm thu hút đông đảo du khách đến với Điện Biên, đặc biệt là trong năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 này. Thông tin về chính sách an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận hội nghị đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho hơn 1 triệu người đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách. Ngoài ra, Thủ tướng giao Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu cấp tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân của mỗi người dân Việt Nam cung cấp trên ứng dụng VNEID. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 Quân khu 7 vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ bàn giao công trình văn hóa, thể dục thể thao và trao tặng nhà tình nghĩa quân dân cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn. Các đơn vị đã tiến hành bàn giao công trình văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời tại nhà văn hóa thôn Thác Dài, xã Phú Văn, trao tặng 23 căn nhà tình nghĩa quân dân, mỗi căn có diện tích 60m² cho các hộ gia đình khó khăn với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Thông qua chương trình, mong muốn bà con nhân dân trên địa bàn được thụ hưởng các hoạt động văn hóa, thể thao, có được những căn nhà khang trang, ấm áp nhân dịp Tết đến xuân về. Đó cũng là động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, quy định của địa phương, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Vào dịp cuối tuần, quý vị yêu thích những làn điệu quê hương vùng cao có thể tìm đến chương trình Lào Cai trong âm nhạc. Lên sóng truyền hình Lào Cai từ năm 2021, phát sóng hơn 60 số. Chương trình đã trở thành người bạn thân thiết, món ăn tinh thần của khán giả yêu nhạc. Qua đó, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương Lào Cai. Từng tham gia chương trình với vai trò ca sĩ khách mời, Khánh Thùy, cô ca sĩ trẻ người dân tộc Thái gây ấn tượng với khán giả bằng giọng ca nhẹ nhàng bay bổng. Với Khánh Thùy, Lào Cai trong âm nhạc là cơ hội tốt để cô trau dồi kinh nghiệm cho con đường nghệ thuật của mình. Thì cái điều đầu tiên mà em học được là cái cách làm việc của các anh chị trong ekip. Và khi mà quay MV hoặc là quay trên sân khấu thì em học được cái cách phong cách biểu diễn, cái nét mặt của mình khi mà đứng trên sân khấu thì khiến mình trở nên tự tin hơn khi mà đứng trước ống kính. Qua chương trình, khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp, ấn tượng của Lào Cai qua từng ca khúc. Và cái thời điểm đó, cùng với đó, tùy theo chủ đề, khách mời là các ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân đã chia sẻ về niềm đam mê cũng như việc bảo tồn, phát huy những nét đẹp của âm nhạc truyền thống, từ đó mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị hơn. Một cái tông khác nhau đấy là như thế, điều có con này như thế các bạn vừa nghe đấy. Em là một khán giả rất là hay xem chương trình Lào Cai trong âm nhạc, và em cảm nhận được là em thưởng thức những ca khúc rất là hay với những ca sĩ nổi tiếng cũng như là ca sĩ mới tại Lào Cai. Ngoài ra em còn hiểu biết về bản sắc văn hóa Lào Cai, còn biết được các điểm du lịch đẹp, ví dụ như các huyện hoặc các bản hoặc là mỗi vùng miền riêng ạ. Để không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện thì format chương trình Lào Cai trong âm nhạc năm 2024 sẽ có một số cái đổi mới. Ví dụ như là chúng tôi sẽ mời các ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài tỉnh sẽ tham gia biểu diễn ở trong chương trình, và chương trình sẽ thay vì là ghi hình phát sau thì bây giờ là sẽ thực hiện hoàn toàn là trực tiếp. Địa điểm thực hiện thì tại nhiều địa điểm khác nhau, ví dụ như tại trường quay, tại các sân khấu ngoài trời. Hy vọng là cái chương trình sự đổi mới đấy sẽ được đón nhận của đông đảo quý vị khán giả trong năm mới. Với những thay đổi về nội dung, hình thức thể hiện, Lào Cai trong âm nhạc 2024 hứa hẹn là món ăn tinh thần hấp dẫn, đưa hình ảnh đất và người cũng như những giai điệu quê hương vùng cao đến với đông đảo người yêu nhạc. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng đây NRTV trưa nay trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v.
Quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tindongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.